Anh Khoa xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Chìa khóa Showbiz, và vẫn như thường lệ với những chuyên mục quen thuộc của chương trình và cũng như là những thông tin mà chúng tôi đang chuẩn bị chia sẻ với tất cả quý vị. Hy vọng chúng ta sẽ có những giây phút thật là thư giãn khi đến với chương trình tuần này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông tin chính sau đây. Đan Trường sẽ có một đêm dấu ấn đầy màu sắc. Trần Bảo Sơn đóng vai giang hồ trong phim Quyền. Khmer Việt Nam cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông. Thưa quý vị khán giả, đầu tuần qua, ca sĩ Đan Trường đã có một buổi họp báo giới thiệu live show dấu ấn, đánh dấu 18 năm hoạt động ca hát của mình, và đêm live show sẽ được diễn ra vào tối ngày 1 tháng 11 tới tại nhà thi đấu Nguyễn Du, đặc biệt với sự góp mặt của quán quân mùa thứ hai giọng hát Việt nhí, đó chính là ca sĩ Thiện Nhân. Trong live show dấu ấn, khán giả sẽ được gặp lại hình ảnh thân thương của một Đan Trường từ lúc mới bước vào nghề, đến hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành và chững chạc cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Theo đó, Đan Trường sẽ thể hiện lại những bài hát hit đã gắn liền với tên tuổi của mình theo từng năm tháng, cùng với một số ca khúc mới. Đã là dấu ấn là luôn gợi lại những cái dấu ấn trong suốt những năm tháng vừa qua, là đa số là những bài hát quen thuộc của Đan Trường. Đan Trường phải hòa phối khí mới hơn và dàn dựng cho khác hơn. Thứ nhất, thứ hai, Đan Trường sẽ xen kẽ những tiết mục quen thuộc để mà giới thiệu vài ca khúc mới của Đan Trường. Lần đầu tiên Đan Trường sẽ có dịp hợp tác với nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ trong một ca khúc mang phong cách rất là lạ, và một nhạc sĩ người nước ngoài tên là Richard, anh sáng tác cho nhóm The Shine của Hàn Quốc và Girl Generation của Hàn Quốc luôn, một cái phong cách cũng rất là K-pop và cũng rất là lạ. Hy vọng đây là một cái màu sắc mới dành tặng cho khán giả của Đan Trường. Live show dấu ấn của Đan Trường sẽ được diễn ra vào tối ngày 1 tháng 11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải thưởng danh tiếng Q Awards năm 2014, ban nhạc rock của Anh Casablanca đã rinh về hai giải thưởng lớn, trong đó có giải hát live hay nhất, và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Những biểu tượng âm nhạc của Anh bao gồm Nick Mason của Pink Floyd, Culture Club và những ngôi sao đang tỏa sáng như Fox, Sam Smith và Ed Sheeran đã xuất hiện trên thảm đỏ của giải thưởng âm nhạc bình chọn qua mạng Q Awards diễn ra vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Với album X, album bán chạy nhất tại Anh trong năm 2014, nam ca sĩ Ed Sheeran đã mang về giải ca sĩ của năm. Tôi chưa bao giờ có ý niệm rằng mình sẽ phải đạt giải thưởng gì đó cho album này. Tôi chỉ hy vọng rằng album thứ hai của mình có được sức sống riêng, và tôi đã làm được. Bây giờ là lúc tôi tập trung cho album thứ ba. Giải thưởng album xuất sắc nhất thuộc về album The Take-Off and Landing of Everything của ban nhạc Elbow. Đặc biệt, giải thể hiện xuất sắc nhất và giải hát live hay nhất thuộc về ban nhạc Casabian. Khi đứng trước 3 người hoặc 50 người, cảm giác rất khác biệt. Tôi có cảm giác năng lượng của mình cứ thế mà tỏa ra. Không thể kiểm soát cũng không thể giải tỏa bằng cách nào khác ngoài việc nhập tâm vào phần trình diễn. Ngôi sao điện ảnh Hollywood Brad Pitt cùng với đoàn phim Fury đã có mặt trên thảm đỏ tại quảng trường Leicester tại liên hoan phim London Anh lần thứ 58 diễn ra cuối tuần qua, nơi bộ phim Fury của Anh sẽ công chiếu lần đầu tiên, thưa quý vị. Brad Pitt được chào đón nồng nhiệt bởi các fan hâm mộ và các phóng viên ảnh trên suốt đoạn đường trải thảm. Mặc dù được đặc biệt quan tâm, nhưng anh vẫn cố gắng giữ để cho bộ phim mới là tâm điểm của sự chú ý. Fury được làm với 68 triệu đô la, vốn đầu tư của công ty Sony Pictures Entertainment. Đây là một câu chuyện giữa những con người trong bối cảnh cuộc chiến tranh hủy diệt. Chuyện phim theo chân một tiểu đội 5 người lính của quân đội Mỹ, dưới sự lãnh đạo của chiến binh kỳ cựu War Daddy. Họ phải trải qua những giờ phút mệt mỏi và hãi hùng trong cuộc chiến chống Đức Quốc xã vào những ngày tháng cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Mục đích của chúng tôi là phơi bày sự thật về cuộc chiến qua mắt những người lính. Đó là một ngày trong cuộc đời, một ngày mệt mỏi, đói khát và đầy rẫy những điều kinh hoàng. Biên kịch kiêm đạo diễn David Ayer cho biết ông muốn gửi đến công chúng những mối quan hệ tình cảm gắn bó, giúp người ta có thể chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Đó là câu chuyện về gia đình, một gia đình sống trên một chiếc xe tăng. Và với mục đích phô bày những tác động của chiến tranh, tôi đã phải đưa câu chuyện này lên màn ảnh để công chúng có thể hiểu được những gì mà họ đã phải trải qua. Bên cạnh Brad Pitt, 4 thành viên còn lại của tiểu đội gồm Shia LaBeouf, John Bertrand, Michael Pena và Logan Lerman. Họ đều phải trải nghiệm những căng thẳng tại một doanh trại quân đội để tìm hiểu cuộc sống của các nhân vật. Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn Ayer đã yêu cầu 5 diễn viên phải luyện tập chiến đấu mỗi ngày. Chúng tôi đã luyện tập từ 3 tháng rưỡi trước khi bấm máy, cho nên đến khi quay thì chúng tôi đều thuần thục. Diễn viên này cũng cho biết thêm môi trường đã khiến mọi người gắn kết với nhau dễ dàng. Chúng tôi rất thân nhau, 5 anh chàng trên một chiếc xe tăng, nên mọi người thân thiết nhau rất nhanh chóng.
Nam diễn viên Shia LaBeouf chia sẻ, các diễn viên phải tập luyện rất nghiêm túc. Đạo diễn yêu cầu chúng tôi luyện tập, chiến đấu suốt ngày trong suốt 7 tháng và chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết. Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của nhau và trở thành một gia đình. Đạo diễn Ayer cho rằng cách làm việc của ông là khuyến khích thay vì tuân theo những tiêu chuẩn chính thống cứng nhắc. Tôi không nghĩ điều quan trọng là cách làm việc để khuyến khích sự sáng tạo, không có gì diễn ra trên màn hình mà không có xuất phát từ những trải nghiệm ngoài đời. Để chuẩn bị cho bộ phim, các nghệ sĩ và đoàn phim đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu cuộc chiến tranh từ các cựu chiến binh. Bộ phim này là một trải nghiệm tuyệt vời để tôi tìm hiểu về chiến tranh, không chỉ theo cách ngồi xuống và đọc, chiêm nghiệm những điều viết trong sách, mà là ngồi xuống trò chuyện với những chứng nhân lịch sử từ cuộc thế chiến thứ hai. Fury được phát hành sớm hơn không lâu so với một bộ phim khác cũng về đề tài thế chiến thứ hai là Unbroken của đạo diễn Angelina Jolie, vợ của Brad Pitt. Nam diễn viên này chia sẻ đó là đề tài mà họ chia sẻ rất nhiều khi ở nhà. Tôi thì tìm hiểu về xe tăng, còn cô ấy thì tìm hiểu về các loại bom. Tôi làm việc về châu Âu, còn cô ấy thì làm việc tại mặt trận Thái Bình Dương. Câu chuyện của cô ấy là về một anh hùng vĩ đại, Luis Zamperini. Đó là một bộ phim lớn. Sau khi chinh phục phòng vé Bắc Mỹ khi mở màn cuối tuần qua với 23,5 triệu đô la, Fury tiếp tục được phát hành tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 10 tới. Diễn viên điện ảnh Trần Bảo Sơn và top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp Vũ Ngọc Anh sẽ đảm nhận hai vai chính trong bộ phim Quyên, một dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ do công ty BHD sản xuất. Quyên là câu chuyện về một cô gái Hà Nội xinh đẹp cùng chồng vượt biên từ Nga sang Đức hồi những năm 1980, nhưng ước mơ đổi đời sau một đêm đã biến thành những thăng trầm trong suốt 10 năm. Nhưng trong đau khổ, cô cũng tìm được hạnh phúc cho mình bên cạnh những người đàn ông. Và Vũ Ngọc Anh đã được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chọn giao vai Quyên. Đây cũng là bộ phim đầu tiên đánh dấu lần chạm ngõ của Ngọc Anh đến với điện ảnh. Và nhân vật thứ 9 trong bộ phim là Hùng, một tay giang hồ máu lạnh làm nghề đưa đường cho những người muốn vượt biên qua Đức. Nhân vật này được nam diễn viên Trần Bảo Sơn thể hiện. Tiết lộ mới nhất từ nhà sản xuất cho thấy nhân vật của Trần Bảo Sơn là một người gai góc lạnh lùng với ánh mắt đầy thù hận, đặc biệt là vết sẹo dài ngay khóe mắt, chứng tích sau nhiều lần lăn lộn bôn ba tha hương nơi xứ người. Đặc biệt, phim còn có sự góp mặt của ngôi sao hành động Hollywood Gary Daniel, từng đóng trong phim Biệt đội đánh thuê của Mỹ năm 2010. Và với vai diễn này, anh sẽ khác xa hình tượng trong các phim hành động từng tham gia và cũng là lần đầu tiên nói tiếng Việt trong phim. Phim sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm 2015 tới. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Một trong những bộ phim đáng chú ý khi ra rạp trong tuần này là Gone Girls, tên tiếng Việt là Cô gái mất tích của đạo diễn David Fincher. Bộ phim đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần ra mắt đầu tiên, thưa quý vị. Sau sự mất tích kỳ lạ của người vợ trẻ vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô, người chồng trở thành tâm điểm của báo giới và cảnh sát cùng hàng loạt những nghi ngờ và giả thuyết được tô vẽ xung quanh vụ án. Những bí ẩn dần được hé lộ đằng sau bức tranh một gia đình hạnh phúc đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Bộ phim Gone Girls mang đến những trải nghiệm chân thật và rùng rợn về những sự thật đằng sau tấm bình phong hạnh phúc đẹp đẽ. Đảm nhận vai người chồng là Ben Affleck, người từng thành danh trong nhiều vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn và đặc biệt là đoạt giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất với phim Argo, giải Oscar cho kịch bản phim Good Will Hunting. Trong đó, đạo diễn David Fincher vốn nổi danh với dòng phim huyền bí, kinh dị, trong đó có phim Số phận kỳ lạ của Benjamin Button vào năm 2008. Gone Girl ra mắt khán giả Việt Nam kể từ ngày 24 tháng 10. Và những thông tin trên cũng đã khép lại hai chuyên mục, đó chính là cánh cửa âm nhạc và sắc màu điện ảnh của chương trình Chìa khóa Showbiz tuần này. Còn ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện người nổi tiếng và cùng gặp gỡ trò chuyện với một nam diễn viên Việt mang hai dòng máu Việt Nam và Thụy Điển. Và chàng trai này anh Khoa đang muốn nhắc đến đó chính là nam diễn viên chính trong bộ phim Hương Ga, đó chính là nam diễn viên Kim Lý trong vai Tùng Hero.